phèn. Đồ bán nó hồn thánh. Ta nói rồi, một vụ hụt cái đầu gà. Cái vỏ, ta nói rồi, cái vỏ nó dày lắm mà đéo tin. Sẽ vào quá, ây da, điệt mẹ cái vỏ đó. Để mô một cái coi. Ở chết mẹ Phạm thật rồi. Phạm vô muốn bữa rồi. Canh lại thôi. Ok đó. Chạy dọc này. Chạy đừng tới đất nghe, chạy một khúc tới đây thôi. Vừa cái đít lại dưới này. Mày Thánh. Lộn Thánh lộn quá, cái mới cười vãi gồm. Nhà Thánh, để lại thành chuyện mũ Thánh được á. Các chàng để lại thành chuyện mũ. Thôi, à, để làm gì? Đội à? Ờ, để cho ông đội. Đội cho cũng tóc à? Cái điên với này đội gùn tóc hết cha. Má, lấy ấn, cái cán dao như mẹ. Má, video gì toàn nghe tiếng chữ lộn không? Đó, để bóc từng cảnh ra. Má đau tay, má vỏ bự nó dày quá. Má nó bự chết mẹ. Ăn từ Thánh xuống đây đổ cái phòng này đổ nó gọn gàng Thánh. Do ai? Do tôi. Tôi đéo, nếu tôi đéo rồi dọn lên thì đổ mấy ông với cái này cùng cái kiếp nó kịp. Cái phòng cái gác nó đéo khác gì vậy? Cái bãi chiến trường. Má cái ngồi dưới này đủ. Người ta đi ngang người ta đánh giá làm sao? Đó. Điệp. Có áp lực mới có tạo nên được sự tự giác. Đó. Đó, cái mũ nè. Rồi đi. Cái này bị lố tay, gãy mẹ rồi. Thì cái này gãy thì bung ra. Hỏi liền nãy. Nè bỏ lên. Quay gieo lại cái chết luôn á. Lấy gãy, lấy con hút luôn á, tự chặt vô. Chế gì vậy? Chế gì xàm ngon vậy? Xàm cái chim. Ê chết mẹ. Mẹ gọt vô cái bẩn hoài trời. Ê đụng nhá, bữa mới coi cái clip kia nó gọt cho bự kiểu mới đẹp lắm mà. Mày đánh. Đậu vô. Đụng. Dạ, má có muốn có đâm vô đầu. Dạ, má muốn có đầu nhọn bên trong nữa chứ. Kinh cực
kinh 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 cấp xe đồ mà. Ui đéo gì nữa. Đâu đây đâu đây để chụp hình lại coi. Đâu cười lên nắng. Má mày đi mà mai mày bỏ lên cu mê on chết tao luôn. Để cho mở